Khách hàng lần này là một ngôi nhà 2 tầng bằng gỗ có diện tích là 8m2. Diện tích tuy nhỏ nhưng rất đầy đủ. Khách hàng hôm nay là hậu duệ của nghệ nhân san hô Nhật Bản gia đình Nishimura. Sau khi tổ phụ qua đời, bọn họ thừa kế căn phòng này. Thời gian trôi đi, bọn họ cũng dần phát hiện ra căn nhà này không ổn rồi. Vào ban đêm, Nishimura cởi quần áo cho con trai, chuẩn bị đưa cậu bé đi tắm. Nishimura chạy đến phòng bên, mở cửa, một lối ở dưới đi vào xuất hiện ra. Ông con trai đi xuống dưới hầm, bức tường không đều bên cạnh, giống như đi xuống địa ngục. Trên thực tế khiến người khác không thể tưởng tượng, đây là ngôi nhà của mình. Không dễ gì mới đi được đến phòng tắm, một số khách không mời mà đến. Dưới môi trường như vậy, Nishimura rất khó có thể yên tâm mà nuôi con. Để cứu hai vợ chồng, có một người đàn ông xuất hiện. Đó chính là Akbara Kambara, người được mệnh danh là nhân vật quyền lực trong giới vật chất. Lần đầu đến nhà khách hàng, nhà Nishimura đều ở cửa đón chào chuyên gia. Lối vào có khoảng trống cao. Cặp vợ chồng nói đây thì tính là gì chứ? Đối với trẻ con mà nói, là thứ vô cùng nguy hiểm trong cuộc sống hàng ngày. Nhà Nishimura được làm từ san hô đá quý, ở phòng bếp sâu dưới tầng 1. Còn có vấn đề khó giải quyết không kém gì ở cửa. Cột trần bị cắt ra, lấy để đặt tủ lạnh. Trên tủ để tủ lạnh là điều mà chuyên gia không thể nghĩ đến được. Phía dưới tủ lạnh là lối thông xuống tầng hầm. Nếu như tủ lạnh rơi xuống sẽ thật sự rất tồi tệ. Xuyên qua bức tường đá, chuyên gia đến phòng tắm. Những vị khách không mời mà tới ở đây đang vui mừng tiếp đón chuyên gia. Đây không phải có bữa ăn ngon rồi sao? Hóa ra vài năm trước, lúc nhà của Nishimura được xây dựng, đây là con đê bên cạnh biển. Từ chính diện nhìn là tầng 2, nhưng thực tế là tầng 3. Đây cũng không khó để giải thích tại sao luôn có những con cua không sợ chết ở tầng hầm. Từ cửa sau nhìn đi, ở đây còn có vách đá đi xuống lầu đến tầng hầm. Cho nên các thiết bị tắm được đặt ở đây, đất và tường toàn bộ đều là gạch bùn tạo nên. Đường tắm lại cao và hẹp, cho dù cả người ngồi xuống, tay chân cũng không cách nào dễ dàng đưa ra. Cầu thang lên tầng 2 cũng nguy hiểm như vậy, vừa dài vừa hẹp. Hai vợ chồng Nishimura lo lắng cho an toàn của con. Bên cạnh đó, ở đây cũng không có phòng hành lang, cho nên cần phải đứng ở trên bậc thang mới có thể trực tiếp lên được phòng. Kết quả kiểm tra kết thúc, chuyên gia tự mình thừa nhận, ông sống mấy chục năm nay, nhìn thấy phòng như vậy cũng là lần đầu tiên. Con cũng sắp phải đi học, chuyên gia cũng lo phòng như vậy nguy hiểm cho trẻ con. Sau khi khách hàng quyết tâm thay đổi phòng, bọn họ cũng cầm ra khoảng dự tính là 12 triệu yên, giao cho chuyên gia cải tạo phòng. Thử thách của Kambara chính thức bắt đầu. Ngay hôm nay, nhân viên chuyển nhà đến. Đầu tiên là di chuyển tủ lạnh bên trên cột xà đi, tiếp theo là di chuyển các loại đồ vật trong nhà. Cuối cùng, căn phòng ở 4 năm nay cũng trở về hình dạng ban đầu của nó. Quay lại, sẽ biến thành hình dạng như thế nào? Tiếp theo là tiếng của thợ mộc giữa nhà. Cải tạo chính thức bắt đầu. Phá bỏ trần nhà mấy chục năm nay, tường, tầng hầm vân vân đều tiến hành dỡ bỏ. Căn phòng có tuổi đời 55 năm cũng dần biến mất. Phòng tắm kết cấu đơn giản cũng dễ dàng tháo bỏ. Hai cầu thang nguy hiểm đương nhiên cũng bỏ nốt. Nói là dỡ cầu thang, các thợ mộc vừa đập, cầu thang liền đổ xuống. Sau khi dỡ bỏ, trần nhà, tường, đất vân vân, bao gồm kết cấu phần trong cũng bị dỡ bỏ. Tầng hầm kết cấu kỳ lạ cũng bị nhìn không sót cái gì. Chuyên gia không ngừng cảm thán, vẫn có người xây nhà trên đất kiểu như này. Mặc dù tường đá có dấu vết cắt và đá cứng, nhưng bức tường này lại có sức chịu đứng yếu, bởi vì bên dưới là bùn nước, đã xuất hiện nhiều dấu tích rồi. Tầng hầm không có bất cứ thứ gì cố định, chỉ cần động đất nhẹ thôi cũng có khả năng sụp xuống rồi. Hơn nữa mặt trên còn có 2 tầng gỗ, lúc động đất đến, hậu quả thật không dám tưởng tượng đến. Vì vậy chuyên gia phải bắt đầu từ nền móng của ngôi nhà, lại cố định bằng gỗ mới, dùng đinh không góc chết. Tiếp sau đó, công nhân đem tường bùn yếu phá bỏ. Sau đó chuyên gia cầm đồng đến, đệm mềm đặc biệt bằng sợi nhựa, sau đó dán nó lên bức tường đá không bằng phẳng. Chuyên gia cho rằng, bởi vì phần dưới ẩm ướt và mưa rất nghiêm trọng, cho nên cần phải dán nó lên tường, chính là để nước tạo ra khí ẩm chảy xuống tấm thảm. Sau đó tầng hầm bị phá bỏ xung quanh, thêm vào mô hình hình vuông, cuối cùng thêm một lượng lớn xi măng vào bên trong. Cứ như vậy, tầng hầm vốn dĩ tồn tại nhiều vấn đề nguy hiểm, cuối cùng được xây dựng thành xi măng sắt thép kiên cố. Được rồi, bởi vì vấn đề thời gian, để chúng ta xem kết quả cuối cùng. Ngôi nhà xây dựng 55 tuổi, là căn nhà nhỏ có diện tích là 8m2, như đến ngày nay biến thành căn nhà vô cùng hiện đại. So với căn đó là cảm giác rằng quá khứ chạy qua tương lai. Cánh cửa lối vào là chuyên gia tự tay thiết kế, bên trên có tủ đựng báo và treo chìa khóa, rất nhiều đồ dùng nhỏ trong cuộc sống. Lối đi vào lát xi măng, lựa chọn theo sở thích có 102 của khách hàng. Tủ giày bên cạnh có không gian để đựng nuôi em bé. Dưới tấm ván tháp trong sảnh ở trung tâm ngôi nhà, đồng thời thiết lập chỗ lưu trữ để không ảnh hưởng sưởi ấm và làm mát. Nhà thiết kế chọn ván acrylic làm cửa trượt,
Hơn nữa phần trên có thể kéo ra. Như vậy, lúc kéo đóng cửa, nó cũng có thể thông gió được. Bức tường đá lộ thấm nước, vì vậy nhà vệ sinh và phòng tắm hoàn toàn biến mất. Còn làm rất nhiều vật chống nước, vì vậy nó trở thành một phòng kho chứa đồ. Ngoại trừ việc đi xuống cầu thang từ hành lang ở tầng 1, còn có thể đi xuống trực tiếp từ cầu thang đặc biệt ở trên. Đây sẽ là một cách thuận tiện và di chuyển một cách thú vị. Phòng bếp hẹp hôm nay được mở rộng to, nó biến thành một bầu không khí yên tĩnh, có thể thành phòng nghỉ của hai vợ chồng. Ngoài tủ đựng đồ lớn, sau khi mở cánh cửa nhỏ, có thể nhìn thấy nhà vệ sinh tầng 1. Đây là chuyện gia tận dụng triệt để thiết kế cửa trượt. Ở phòng khách còn có một phòng khách, đây là được làm đặc biệt dành cho cậu bé sau khi lớn lên. Chuyên gia còn đặt vật phẩm của bố cậu bé. Trước khi trẻ con lớn lên, anh có thể sử dụng phòng này của riêng mình. Bước lên tầng 2, bây giờ nó được thay đổi và loại bỏ, từ đó biến thành phòng bếp. Mẹ cậu bé có thể ở đây làm việc nhà. Sau khi xem xét và xác nhận hoàn cảnh của gia đình, trước mắt có một cái cửa xếp, có thể mở ra nhìn cảnh sắc bên ngoài. Hàng rào của ban công được phủ bằng tấm acrylic, không ảnh hưởng đến ngắm cảnh, nhưng có thể đảm bảo tính an toàn. Cầu thang xoắn ốc nhẹ nhàng, cũng thêm một tủ giống tầng 1. Hàng rào ngăn rơi, mở khu vực nước mới trên tầng 2. Thiết kế ở đây bao gồm cả việc nội trợ vân vân, có thể giặt đồ xong trực tiếp đem phơi. Ở bên trong cửa bên cạnh, phòng tắm ở đây cũng không bao giờ có thể thấy được cua nữa rồi. Thiết kế trong phòng to hơn, đều là chuyên gia đặc biệt thiết kế cho Nishimura. Chi phí ban đầu là 12 triệu yên, thực tế là 11,91 triệu yên, tính ra khoảng 2 tỷ rưỡi Việt Nam đồng. Lại là tôi đây, theo dõi tôi để xem thêm nhiều video cải tạo phòng. Chúng ta hẹn gặp lại.